បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងជួបគ្នាបាទនៅក្នុងវគ្គទី2ទៀតហើយសម្រាប់ដំណាំដូងអញ្ចឹងកាលពីវគ្គទី1ខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទការដាំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូងយើងដុះល្អបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងដាំដូងបានដុះល្អហើយដំណុះរបស់វាដុះលូតលាស់ពេញលេញហើយបាទអញ្ចឹងវាចូលមកដល់បាទ វគ្គទី2គឺជាវគ្គការថែទាំបាទអញ្ចឹងការថែទាំហ្នឹងយើងបាទយើងមានរបៀបការថែទាំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណាំដូងបាទការពិតទៅដាំគឺមានពីររបៀបតាំងពីដំណាក់កាលទី1បាទដែលយើងអាចដាំនៅលើដីលៀតឬក៏យើងដាំបាទលក្ខណៈដែលយើងជីកកូនប្រឡាយឬក៏កូនចង្អូនេះឯងបាទពីព្រោះថាបើសិនជាយើងជីកជាកូនប្រឡាយឬក៏ បាទមានបាទកូនចង្អូទឹកនេះអញ្ចឹងបច្ចេកាសស្គររបស់យើងលោកមិនលំបាកក្នុងការស្រោចទឹកទេឬក៏យើងតប្រព័ន្ធបាទគេហៅថាប្រព័ន្ធ drip ដំណក់ក្តីឬក៏ប្រព័ន្ធ sprinkler សម្រាប់ស្រោចស្រពទៅលើដូងរបស់យើងពីព្រោះថារឹសដូងវាជាប្រភេទរឹសដែលវាបាទពូកែរកស៊ីណាស់ហើយក៏វាប្រកែផឹកទឹកដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងវគ្គទី2នេះឯងដែលខ្ញុំបដោតសំខាន់បំផុត ជាមួយនឹងការបាទថែទាំនេះគឺប្រព័ន្ធស្រោចស្រពគឺបាននេះថាទឹកនេះឯងបាទទី1ទី2បរិវេណជុំវិញបាទគុលបាទបាននេះថាបរិវេណជុំគុលជុំវិញគុលដងរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំទី1ឬក៏ទី2គឺដងរបស់យើងគឺវាលូតកាលណាដំណុះវាដុះមកលូតលាស់ល្អវាមានកម្លាំងទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះអញ្ចឹងសន្ទុះគុលរបស់វាក៏ធំដែរបាទចាប់ផ្ដើមបាទជាទីចាប់អារម្មណ៍នេះពពួកសត្វល្អិតចង្រៃ បាទអញ្ចឹងដែលខ្ញុំជម្រាបជូនគឺទី1គឺមានពពួកដួងដែលស៊ីបំផ្លាញទៅលើប្រព័ន្ធឫសមួយទៀតគឺចោះនឹងកដួងបាទបាទន័យថាវាចោះទៅស៊ីនៅក្នុងកំពូលដួងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ពពួកសត្វល្អិតចង្រៃទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីថែទាំឲ្យដួងរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំបាទទី1ឬក៏ទី2នេះលូតលាស់បាទទៅមុខទៀតឲ្យបានល្អនេះអញ្ចឹងបច្ចេកាសស្គររបស់យើងលោកត្រូវតែធ្វើស្មៅឲ្យបានស្អាតជុំវិញបរិវេណគុលដួងរប
bà đại vi ai bằng co thì chưa chấm rốt bà phụ sát lợn chừng rái chẳng ăn nó mà bong đặc chưa biết sẽ cứ mê rồi bảo biết cứ bà phụ cái chai này anh bà chẳng tiếng à cái chai để miền sơn này như rước có à ở sơn này này hái cứ viết sắp sân tại chưa bà phụ này mê này bà phụ đừng cậy đường bà đại vi bong rồi hái vì nhót tới bằng phái tám bà phụ rồi đồ rồi bảo dương chẳng cày pê để dương bán bà sắm áp chung bên tạo viên cul đồ rồi bảo dương bán sát hái bà bởi chiếc cả score bởi những lúc complete và nữ phần tập hợp mũi để việc miền tuôn này tí dàng sầm khẳng còn một cái chuối bằng khá tục sát rõ bộ phụ mê rụp sách và mình áo rư đô cổ đô rồi bởi những cá hợp rốt và điện hạ thập sách rốt bục cổ và nụ ảnh nhưng chẳng cứ bởi phía mà sai cơ báo cả sĩ cắm nhưng chẳng chung chưa chạy tha xâm rạp bởi chiếc cả score bởi những khá chỉ bởi xe này đâm một lái lúc bởi chất score chứ bà nơi bởi phía để điện hạ tha mà sai cơ báo cả sĩ cắm bà phần thái xâm rạp đầm năm chưa hộp lại mùi chùm nốt cả xoay dưỡng lúc mình xoay thì hát có mình thua bàn bà bà nhưng chẳng để dưỡng hát tha mà xoay cơ báo cả xì cam đà nước nông cổng hôn chi thua mà chết đầy biệt là bỏ dưỡng này cứ dưỡng miên bà phết bà lật phò mà giáng để dưỡng hát tha mà xoay cơ báo xa rầy riêng đà dưỡng bà xâm rạp ba chùm vinh cú đầm năm nhưng chẳng ba tiền môn đắm rứ có ba nơi biết là đầm hời bà chẳng bà này tha bà xanh chỉ dưỡng đầm hát cứ dưỡng ba bà nông mùi đầm làm khám bà chuột nó cứ đốn bà chênh máu bà ở bên bà chung bình cứ đốn cứ bà mùi mệt chung bình cứ đốn mà thì mũi hết ấy được chung này nó mới phải chơi cả score lúc bà chung mũi được mà sai cả bảo cả sĩ cắm bà bị bố tha viên miên tuôn này tì giang sầm khăn không cả chuối bằng khá rô bà bộ bộ xả lợi chẳng bàn này thà bà sân chia phải chơi cả score dương khá cứ lúc mình bàn trọc bà đoàn đau đâm để dương mình toàn bàn trọc bà dương bà tệ chi rứ cơ dương bà chung mũi nâng bà phết chi kỳ bó lì mộ sạch rồi bà dương chai chai nè à nó hái đại vi chia chung rô bà chẳng là bấy cái bà nhà hà tặng ổ nâng bát cứ mà sai cả bảo cả sĩ cắm này ấy đã phải chơi cả score bà dương cứ lúc ai bà mà sai cơ báo cả sĩ cám nông mùi đám pram khám chung bình cổ đồn là bà dương nào bà bần tốt bì dương bàn pra pra mà sai cơ báo rồi thấy bà cứ xâm rạp chi bơ bầm bón để dương trở pra nè nhưng chẳng xâm rạp đồng nắm đốn bà chia cả sĩ cám là bà dương bà nơi bì đã lụt tròn ở đồn là bà dương vì lụt lụt bàn lõ bà dương ai pra
bà chủ mũi nâng bập hết để dừng hai tháp bập hết chi tật đã xâm rạp bánh tư bầm bón này khẳng lưu rước cơ sở của đồ đã toàn tại mà đó nhưng chứng được không phải tập hòa bà chi đầy biệt bỏ dưỡng có dừng miên bập hết chi tật xâm rạp bánh chùm nuôi bà thay toàn bằng to tại tiết nè cứ được không vẹn thì mùi được muốn cứ dừng miên đầy xa nước không không hôn chi thôi mà chất đầy miệng bỏ dưỡng cứ dừng miên bây phần tập hòa tại bản nó thế đã chưa đồng rơi ca chạm bạch từ lưu đồng nắm cụp bập hết bà anh chân mình tha đồng nắm chưa hộp lại bập hết đồng nắm bà đầy liệt đôi chìa đồng lôn bút dần đai rất có sân là tì bà con tác con thì dân prá ở trong cuộc đá ở trời tên đồng rơi ca nơi đồng nắm rồi bỏ dưỡng tại bản nó bà anh chân bà chứa cả sổ bỏ dưỡng lưu cư lục ai prá cho mỗi nó bập hết chi tắc bà anh chân mình chạm bạch thá to tại chi tắc đây mới rồi bỏ dưỡng tì bị tha xâm đáy từ lưu chi tắc với chi à ha bập hết riêu để dân ai bán nhau rất có sổ cuộc ao đầm nằm ở bờ dương lụt loa bàn anh nè cứ khung vẽ típ để dương tơ thái toàn này anh nhưng chẳng được khung đấy về miền chỉ crop về miền mà sai cả bao cả sự cảm sản phẩm cà phê và bòn rước rồi bảo về hàng lứa về miền và phê sự chè bơ đôi chia trong tiệp tiệp và chỉ tất biết chia phê sự chè đôi phê sự chè để dương nhắm bơ cầm nàng chẳng chẳng dương ai bánh từ lứa sập đố dương ai sau từ tam cố đầm bay chui chùm nuôi từ đó cà lụt loa rồi bảo bà đô bảo dương pipro về tơ cà ấy nên khung vẽ lụt loa này cứ về tơ cà chỉnh trầm rứ đám sắc bà họ bảo vệ thế nhé nhưng chẳng vì an toàn miền tây ca sát là thiết trên trăm ná để vì tới tới chủng nuôi bà để dân hai ta vừa ao cá can đập can phai can lọ anh ông bị trâu là không vẽ tỷ bảy để dân tới cho chơi kia chưa bận to tới tiệt thà tá bà không vẽ ní cho năm tỷ pi ní cứ dân còn tại thay toàn chẳng mấy ao đâu là bao nhiêu lụt lọ bàn lọ bà vẽ tí mỗi cứ dân đâm chẳng mấy ao lụt lọ bàn lọ vẽ tỷ pi dân thay toàn chẳng mấy ao đâu lụt lọ bàn lọ đó vẽ tỷ bảy dương thai tôm dương mấy đầm ấy ở ca căn là o phái vía ban chân là o này ban phò của nè chân chum đang chụp điệp chún chưa bận to thời tiết bà sầm rạp vẽ tỷ bảy lần ấy cứ bà chum chụp điệp chún vẽ tỷ pì là ở bên chia cả score bà dương lục điệp chum bà mùi vẽ ở ban là o này chân dương đang bị quát từ đó bà vẽ tỷ bảy cứ chôn từ đó bà năm tỷ bảy hay đại dương trở tại thay tòm anh em chúng mình chụp đẹp chun chưa bận to thời tiết. Sắm rạp bên này có chụp bát có sôm ốc cun chụp bùa bà cà tam đa nâng quan tro roi bà sơ cam ở phía này cầm hôn chi thom chết đầy miệt là bà dương đầy miệt rụp chụp bát từ tour bận tục này bị chạy tới hái tay tay chạy rồng lệ bà nước bát phía sau nâng quần lửa lò chun từ đó bị chạy cả score bà dương. Sắm rạp bên này chụp bát có sôm bà ốc cun hái có sôm chụp đẹp lìa chụp kia nó vẽ bận to thời tiết bà sôm ốc cun.